Light Radius là cái vùng sáng xung quanh nhân vật và chúng ta có thể nhìn thấy quái vật trong cái vùng sáng này. Cái dòng Light Radius nó tỏ ra là khá vô dụng trong cái game này. Thường thì chúng ta sẽ không để ý tới cái dòng này, nhưng điều gì xảy ra nếu mà Light Radius bằng 0? Light Radius mặc định của chúng ta là bằng 13 và tối đa là bằng 18. Nếu các bạn mặc đồ có Light Radius nhiều hơn cộng 5 là không cần thiết. Trang bị cộng nhiều Light Radius nhất trong cái game này đó chính là cái Hellfire Torch cộng 8, và trang bị cộng nhiều thứ hai trong game này đó chính là cái kiếm Lightsaber cộng 7. Vậy còn đồ trừ Light Radius thì sao? Ở đây mình có chuẩn bị một số món đồ như là cái vũ khí Warstave trừ 3 Light Radius và cái áo giáp Gloom trừ 3 nữa là trừ 6 và cái giày Goblin Toe trừ 1 nữa là trừ 7. Cái nhẫn Crescent Moon trừ 2 nữa là trừ 9. Cái nón Darkseid trừ 4 nữa là trừ 13. Khi mà chúng ta đợi cái nón này vô trừ 13, cái mức mặc định của chúng ta là trừ 13 đúng không? Thì chúng ta sẽ không thấy gì cả. Cộng thêm một cái gì định nữa là trừ 3 là trừ 16. Cái gì định nó Sveratil. Đó. Như các bạn đã thấy thì Light Radius bằng 0 thì chúng ta sẽ không thấy gì cả. Mình đang ở trong cái hang Catacomb. Đó. Khi mà quái vật đứng kế bên chúng ta luôn, chúng ta cũng không thấy luôn nha. Trừ khi mà nó đánh chúng ta thì nó mới hiện lên. Rất là hài hước luôn. Bây giờ mình sẽ đi tham quan một vòng thành phố xem chờ nó như thế nào, chờ nó có tối hay không nha. Và đây là Act 1, đây là khung cảnh bình thường nha. Còn đây là cái khung cảnh sau khi Light Radius bằng 0. Các bạn có thể thấy giờ rất là tối luôn nha. Tối hù luôn. Dường như là không thấy gì cả. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua Act 2 nha. Đây là Act 2, đây là cái chờ bình thường nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mặc đồ vô coi nó như thế nào. Và đây là cái ánh sáng ở Act 2 khi mà Light Radius bằng 0. Nó hơi tối một chút xíu nha các bạn. Còn đây là Act 3, đây là cái ánh sáng bình thường. Bây giờ mình sẽ mặc đồ vào xem như thế nào. Đó, chờ bỗng nhiên là tối hẳn luôn nha các bạn. À, các bạn thấy tối hơn không? Còn đây là ánh sáng bình thường ở Act 4. Bây giờ mình sẽ mặc đồ vào xem như thế nào nha. Rồi, đây là ánh sáng khi mà Light Radius bằng 0 ở Act 4. Còn đây là ánh sáng bình thường ở Act 5. Bây giờ mình sẽ mặc đồ vào xem như thế nào. Còn đây là ánh sáng khi mà Light Radius bằng 0. Các bạn có thể thấy là nó chờ tối hơn một chút xíu nha. Ở Act 2, cái khu Lost City có một cái nhiệm vụ tên là The Tainted Sun, tức là mặt trời bị nhiễm độc. Khi mà đi vào cái Lost City á, thì mặt trời sẽ biến mất. Mình đang ở trong Lost City. Đây là cái Radius của mình bằng 13 mặc định. Để như thế nào khi mà Radius bằng 0 ở cái khu này? Đây là Radius bằng 0. Mình đang ở Lost City và Radius bằng 0. Các bạn có thể thấy hầu như là mình không thấy gì cả. Toàn là màu đen. Có một cái con zombie phát sáng ở đây nè. Bây giờ mình sẽ đi tìm ánh sáng nè. Búp lên coi. Đó, bây giờ mình sẽ đi tìm ánh sáng ha. Ô, băng sáng nè. Những cái chiêu băng của phù thủy trong ánh sáng rất là đẹp luôn. Đó. Chiêu sấm sét. Siêu đẹp luôn các bạn, chiêu sấm sét siêu đẹp luôn. Chiêu sấm sét siêu đẹp luôn. Hầu như mình không thấy gì cả. Có chiêu Nova nè. Chiêu Nova là phát sáng nè. Đó. Giờ biến đi đâu cũng không thấy gì cả. Có chiêu Hydra nè, tạo ra mấy con rồng. Rồi chiêu lửa nữa nè. Đó, những cái chiêu phát sáng á. Những cái chiêu phát sáng chứ hầu như là mình chả thấy gì hết luôn á. Bây giờ mình sẽ đi về thành phố nha. Bây giờ mình sẽ đi về cái thành phố xem như thế nào. Ok, The Lost City. Đây là thành phố Act 2 khi mà cái nhiệm vụ Tainted Sun đó chưa hoàn thành. Má ơi, chờ bao tối luôn á. Chờ tối thế này. Đi vào vòng, đi vào cung điện. Con này mới là ghê thiệt luôn á. Đây còn mấy cái con đuốc sáng sáng nè. Rồi, cũng tới hù luôn. Ở đây là còn đỡ hơn ngoài nha. Ở ngoài là tối hù không thấy gì luôn á.
À, bây giờ mình sẽ đi ra cổng nè. Giờ tới hù luôn, không thấy gì luôn. Đúng hoài luôn. Cái trời tối gì cái trời tối như vậy chơi trốn tìm là vui lắm nha các bạn. Các bạn có thể thử vào game để cái Light Raiders bằng không, mặc độ sao cho nó bằng không, xong rồi các bạn có thể đi đi trốn tìm với một số người bạn đó, đi trốn tìm một số người bạn cho nó vui. Ok, một cái video ngắn về Light Raiders thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye.